Lúc đó vị Đa Văn đại Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa dưới sự cai quản của Đa Văn Thiên Vương ở hướng Bắc, nương sức đại oai đức của chư Phật gia bị, quan sát khắp tất cả chúng Dạ Xoa mà nói kệ để tán thán công đức của Phật. Tội ác chúng sinh sâu đáng sợ, trong trăm ngàn kiếp không thấy Phật, trôi nổi sinh tử thọ khổ nhiều, vì cứu chúng sinh Phật xuất thế. Tội ác chúng sinh sâu đáng sợ, chúng sinh vì tạo nghiệp quá nhiều cho nên chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, bị trôi nổi trong biển sinh tử, thọ đủ thứ quả báo. Phật muốn cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ mới xuất hiện ra đời, vì chúng sinh có vô minh nên khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Tội nghiệp của chúng sinh vừa nhiều vừa sâu, rất đáng kinh đáng sợ. Trong trăm ngàn kiếp chẳng thấy Phật, vì sự quan hệ tội nghiệp của chúng sinh quá nặng quá sâu, cho nên không thấy được Phật. Do đó, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp. Bây giờ chúng ta rất may mắn, đều gặp được những việc mà trên thế gian khó gặp, cũng thấy Phật, cũng nghe Pháp, cũng thấy Tăng, đó là nhân lành sở cảm đã trồng trong quá khứ. Trôi nổi sinh tử thọ khổ nhiều, chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng gặp được Tăng, những chúng sinh này đều trôi nổi trong biển sinh tử, lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Có lúc làm người trời, làm Atula, làm người cho đến đọa địa ngục, phải chịu đủ thứ khổ. Vì cứu chúng sinh Phật xuất thế, vì cứu chúng sinh liều khổ được vui, Phật mới xuất hiện ra đời. Như Lai cứu hộ các thế gian, đều hiện trước tất cả chúng sinh, dứt trừ lo sợ khổ luân hồi, môn giải thoát này âm vương ngộ. Như Lai cứu hộ các thế gian, Phật xuất hiện ra đời là vì cứu hộ tất cả chúng sinh thế gian. Trong Kinh Pháp Hoa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên gì? Đó là việc sinh tử. Đều hiện trước tất cả chúng sinh, Phật như mặt trăng trong hư không. Bạn nhìn thấy mặt trăng ở trên đầu của bạn, tôi cũng nhìn thấy mặt trăng ở trên đầu của tôi. Bất cứ đi ngàn dặm, mặt trăng đều ở trên đầu của mình. Phật cũng như thế, cho nên nói Phật đều ở trước mặt tất cả chúng sinh. Dứt trừ lo sợ khổ luân hồi. Tại sao Phật phải hiện ra trước chúng sinh? Vì muốn dứt trừ khổ trong sáu nẻo luân hồi, tin Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, hành Phật Pháp, chứng Phật Pháp. Nếu thực hành được như thế, thì chắc chắn sẽ ra khỏi tam giới, chứng được quả vị Niết Bàn. Môn giải thoát này âm vương ngộ, môn giải thoát này vị tự tại âm Dạ Xoa Vương minh bạch hiểu ngộ được. Ác nghiệp chúng sinh là chướng nặng, Phật bày diệu lý khiến khai ngộ, như dùng đèn sáng chiếu thế gian, nghiêm trượng quán thấy pháp môn này. Ác nghiệp chúng sinh là chướng nặng, tại sao chúng sinh không khai ngộ? Tại sao không thành Phật? Vì nghiệp chướng quá nặng quá sâu. Nghiệp chướng từ đâu đến? Từ thân khẩu ý ba nghiệp. Thân có ba nghiệp ác, tức là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có bốn ác là nói dối, theo dệt, chửi mắng, hai lưỡi. Ý có ba nghiệp ác là tham sân si. Một sát sinh tức là giết hại sinh mạng chúng sinh, tạo tội trong ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì mạng sống rất ngắn, bị chết yểu. Hai, trộm cắp, không được sự đồng ý của người mà đi lấy vật của họ, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì luôn bẩn cùng khốn khổ. Ba, tà dâm, tức là hành vi không chánh đáng ngoài vợ chồng, tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì con gái không trinh lương, vợ không có tiết hạnh. Bốn, nói dối, tức là nói không thật, chuyện không nói có, chuyện có nói không, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì gặp người phỉ báng hoặc bị người lừa dối. Năm, thêu dệt, tức là lời dơ bẩn, nói về việc nam nữ không chánh đáng, khiến cho người khởi tưởng đâu đâu, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì lời nói không rõ hoặc bị câm. 6. Chửi mắng, tức là chửi mắng người hoặc là dùng phương tiện khéo léo để chửi người, khiến cho người không thể chửi lại, tạo tội ba đường ác. Nếu được sinh làm người thì suốt đời gặp nhiều việc tranh tụng. 7. Hai lưỡi, tức là gặp người này nói xấu người kia, gặp người kia nói xấu người nọ, làm cho hai bên chia rẽ, tạo nhân ba đường ác. Nếu được làm người thì quyến thuộc chống đối nhau,
8. Tham, tức là san tham, tham không biết chán, càng tham càng tốt, tuyệt đối không bố thí, tuyệt đối không làm việc lợi ích cho người, tạo tội ba đường ác. Nếu được làm người thì tâm thường không biết đủ, được một tấc mụn một.